Có một cái anh giám đốc nọ, chỉ huy có mấy trăm công nhân rồi. Nhưng mà ông sợ dữ lắm. Cứ là một hôm ngồi mới nghĩ, mình giám đốc chỉ huy mấy trăm người, ê cũng kiêng nể cũng sợ mình hết. Mà tự aren mình chỉ sợ mỗi bà vợ. Chắc trang chừng ni người phải có người không sợ vợ chứ. Cứ là anh đánh liều một phen. Anh cho công nhân nghỉ hết giữa chừng rồi. Triệu tập cuộc họp khẩn cấp, đứng lên phát biểu. Trang tất cả chừng ni người ở đây, những ai mà sợ vợ thì mời đứng qua phía bên phải, còn những ai không sợ vợ mời đứng qua phía bên trái. Anh vừa nói dứt lời sang, ê cũng đi qua phía bên phải đứng hết trơn. Có một cái anh là anh đứng phía bên trái, phía không sợ vợ. Ông giám đốc mừng thầm, trò này chắc có cái bí kíp gì hà năm nay. Cho công nhân vô lùm lại, sang xui rồi không biết đánh xe con, chở không không sợ vợ này, roi nhò hòn son chạnh để roi là cho em uống thỏa mứa, ứng em cái gì em. Ứng uống chị uống. Em uống no nê sang xui rào cái đoạn mới ông mới hủa. Ông bà cho tôi cái bí kíp gì mà không sợ vợ đi. Tôi hứa tôi sẽ lên lương, lên chức cho ông. Cái là anh công nhân anh cho là bí kíp gì coi giống đó. Thiệt chứ buổi sáng trước khi ra đường á, bà vợ em bỏ dạng là ra đường á, ê có hủa mà sợ vợ hay không, thì ông phải trả lời là không nghe chưa. Nói tầm bại tầm bại, chết với tôi đó. Ê có hủa mà sợ vợ hay không, thì ông phải trả lời là không nghe chưa. Núa tầm bại tầm quả, chết với tôi đó. Ôi châu cho trời ơi, tốn đóng tiền để một cái ông sợ dạy còn hơn mình. Mà dạy núa reo lùm y rồi đó. Ôi châu cho. Ông sợ còn hơn mình. Không. Vợ mình sợ. Ờ mình sợ. Cái câu chuyện này cũng lào lắm rồi. Tự nhiên bà fan gửi về nhớ kể là có anh Hạt Vũ với anh Hạt Dốc. Thế anh đi thi mà dọn đi thi bắn đốt mà. Thế là anh Hạt Vũ anh vô anh thi trước. Anh vô anh thi thì ông thầy ông hủa là cách mạng tháng 10 ngoài diễn ra vào năm nô. Dạ năm 1917. Do lãnh đạo. Dạ do Lenin. À tộc hủa thêm cao nữa. Anh nghĩ trên đời này có moa không? Dạ, kẻ nú có, người nú không. Em chờ khoa học giải thích. Xuất sắc, 10 điểm. Rồi. Thì anh Hạt Vũ anh vừa ra thì anh Hạt Dốc anh chặn lại. Hồi nãy ra nó ông thải mũi chi chứ. Nú tôi mới nè. À, ông vô ông hủa là cách mạng tháng 10 ngoài diễn ra vào năm nổ. Thì trả lời là năm 1913. Dờ dàng quá. Ông trả lời mấy cái, ông núa mấy cái quả thôi. Chứ ông núa gì dờ dàng ra nú thủ. À. À, năm 1913, Lenin, à, kẻ nó có, người nó không, em chào khoa học giải thích. À, năm 1913, Lenin, à, kẻ nó có, người nó không, em chào khoa học giải thích. Cứ được, dễ nhớ. Anh Hạt Dấu, anh vô anh thầy nè. Vừa vô thì ông thầy em của anh, cậu sinh năm bao nhiêu? Dạ năm 1917. Cậu tên gì? Dạ, Lenin. Ôi trời ơi, cái ông này ông có bị điên không kiếm ra. Dạ kẻ nó có người nó không, em chờ khoa học giải thích. Ôi trời ơi, cái ông này ông có bị điên không kiếm ra. Dạ kẻ nó có người nó không, em chờ khoa học